Ở nhà hôm nay thì Kênh Tai TV2 xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái kết quả hiệp một trận đấu giữa Argentina gặp Croatia trong khuôn khổ là bán kết một World Cup 2022-2022 và mới kết thúc hiệp một trận đấu này. Argentina tạm thời dẫn Croatia với tỷ số 2-0. Các bàn thắng được ghi do công của Messi ở phút thứ 34 và tới phút thứ 39 thì Tavares đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành cho Argentina. Và hiện tại bây giờ thì Croatia họ rất là khó khăn rồi, họ phải làm được rất là nhiều điều để mà có thể rút ngắn tỷ số cũng như là có được bàn thắng gỡ hòa trước khi nghĩ đến là lội ngược dòng ở trong hiệp 2. Các bàn thắng được ghi ở phút thứ 34 do công của Messi sau một cái tình huống là Messi chọn sút vào góc cao bên phải và bóng đi quá khó để cho Livakovic cứu bóng được thành công trong cái tình huống này. Tới phút thứ 39 thì Argentina có bàn thắng thứ hai trước Croatia trong một cái tình huống là Argentina có pha phản công nhanh và Alves một mình đột phá từ giữa sân hậu vệ Croatia. Thật sự là chơi quá thiếu tập trung và tiền đạo của Man City đã hạ gục được cái bên phía thủ thành của Croatia, đó chính là Liva Covid, và nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina. Trong cái hiệp 1 thì Argentina họ chơi rất là hay và họ đã có được hai cái bàn thắng rất là xứng đáng trước Croatia. Và ở trong hiệp 2 này thì Croatia họ buộc phải dâng lên tấn công và không còn gì để mất. Và chúng ta hãy cùng xem hiệp 2 Croatia họ sẽ phải kháng như thế nào nha. Và bây giờ thì Thái TV2 cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy cho Thái TV2 một like, một comment, một share, một subscribe để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát livestream thì hãy liên hệ với Thái TV2 qua số điện thoại 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã yêu mến ủng hộ kênh Thái TV trong thời gian vừa qua. Và bây giờ xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.